Nóng, chị Ni dùng quá khứ của mình để dạy dỗ bà Sáu Bào một bài học. Thưa quý vị, quá khứ của chị Ni hẳn là phía Cần Cần nó tò mò lắm, vì nó luôn thắc mắc rằng chị Ni có phải là cướp không, chị Ni có phải là giang hồ không, chị Ni có phải là tội phạm bị truy nã đa quốc gia hay không, rồi chị Ni có phải là đường dây nuôi dắt trẻ hay không. Ôi đủ thứ tò mò trên đời, mà phải chi tò mò vì muốn tìm hiểu chị Ni để cảm thông với chị Ni nhiều hơn, để mà có thể này kia kia nọ thiện chí với chị Ni thì ai mà nói gì. Nhưng không, cái bọn Cần Cần này nó nhiều chuyện để mà công kích chị Ni. Nếu muốn thắng Loan trong cuộc chơi này thì nó phải đã dăng chị Ni ra khỏi Hồng Loan trước cái đã. Nổi thì đơn giản nhưng làm thì khó lắm bà Sáu Bào ơi. Chị Ni đâu phải trẻ con nồng nổi bốc đồng, muốn đến giúp Loan thì đến, muốn đi thì đi. Chị Ni vì công lý, vì lẽ phải, vì pháp luật Việt Nam luân thường đạo lý chân thiện mỹ trên cuộc đời này là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với bọn Cần Cần, nên mãi chúng nó không thể hiểu được đạo đức là gì, thế nào là đúng, thế nào là sai. Và nếu như các người muốn biết quá khứ của chị Ni như thế nào thì chị Ni cũng sẽ không ngại cho các người biết. Nếu các người thành tâm muốn biết, chị Ni đã sẵn sàng trả lời. Nhưng cái quá khứ này sợ bà Sáu Bào không dám nghe. Nghe xong, đọc xong, xem xong, cái bà Sáu Bào lên tăng xong nhập viện thì lại không có ai ra tòa đối chất với Hồng Loan sau này. Không có bà Sáu Bào, không có Phượng Ve, không có lũ Cần Cần thì ngài ra tòa, phần thua ai lên nhận đây? Sự vắng mặt thì nhục lắm bà Sáu Bào ơi. Và mới đây chị Ni vừa có một status gửi thẳng vào mặt của bà Sáu Bào và đâu đó cũng tặc nhẹ vô con ve chó. Xin phép chia sẻ lại nguyên văn của chị Ni đã viết. Chán cô Sáu quá, chữ chia sẻ sần si với con chị vậy cô. Lớn rồi là tụ tâm tích đức cho con cháu nó tôn trọng nó nể. Dạ rồi cô bị thiên hạ chửi trắc nết. Dạ 12 năm trước con làm gì đâu cô. Con ngồi sòng bài, thổi thầy ra, không tắm rửa. Con le le nó bốc mùi, trai nó thấy, nó nẻ. Mà giờ con có đứa con gái, nó giống nết con. Mà nó y chang, thiếu điều, có chồng mà ở nhờ, ở đợ. Con cũng chẳng có nổi cái nhà để mà tranh giành, bất chấp, để nể mặt, nể mài lắm cô à. Con giữ con le le thì cả xe tải đếm không hết cô à. Nên giờ con sợ người ta nói tới con lắm. Con im luôn cô ơi, đừng moi con nhục á cô. Hình vậy còn đỡ cô ơi, nhiều người trong karaoke trai sờ nữa kìa. Hình con đăng công khai mà, muốn gửi thì con gửi cho cô ngắm 11-12 năm về trước. Thưa quý vị, vừa rồi là những gì mà chị Ni vừa gửi tặng cho bà Sáu. Bên cạnh dòng status đó thì chị Ni còn chia sẻ lại một số hình ảnh quá khứ của chị Ni. 11-12 năm trước mà chị Ni với phong cách ấy thì phải nói là không phải dạng vừa. Nhưng quá khứ của chị Ni cũng bình thường mà. Ai mà chẳng có quá khứ. Chị Ni không phá nhà, phá cửa, bán mất nhà từ đường. Chị Ni không báo anh, báo mẹ, phải bán vàng trả nợ. Chị Ni không có chữa hoang, ôm bụng bầu về cho mẹ và anh trai nuôi. Chị Ni cũng không có chơi bùa ngải, cờ bạc, thần số học như cô Lóc, Sáu Bào, bà gì đó. Chị Ni cũng không có cái ngữ đồng sở hữu, kiện ngu, kiện khùng, kiện vô căn cứ. Chị Ni cũng không phải kiểu công dân làm trái pháp luật. Và quan trọng là chị Ni không lệ thuộc vào kinh tế bất kỳ ai. Chị Ni độc lập tài chính, quá khứ như thế nào không quan trọng, miễn chị Ni không phạm pháp, hại người là được. Con Sáu và Ve nhìn lại quá khứ đi, cái nùi dẻ lót ổ cho heo đẻ, nó rách nát và ôi thối. Và thưa quý vị, cái chi tiết đi karaoke, ôm trai gì đó hùng hết các kiểu làm gợi nhắc tới quá khứ của Ve đúng không ạ? Và với cái quá khứ đó, Phượng Ve đã từng bị đồn là đã từng làm gái bị ôm. Hình ảnh cũng đã bị tiết lộ đầy trên Facebook vào giai đoạn cuối năm rồi. Và trong status của chị Ni vừa chia sẻ, chị Ni đã nhấn mạnh một cái thói hư tật xấu bài bạc của bà Sáu, ghiêng nghiện tới mức ngồi đến chai lì cái phần dưới, rồi còn ở dơ không chịu tắm giặt nữa. Hèn chi bà Sáu bất thân thiết được với khọt xe quý phi, không hổ danh là cặp chị em Sáu chèm chép, ba bốn lầy cô tét. Thật bất ngờ, ông Bảy và cảnh sạc pháp, Quan Thị Minh, gù mặn ghê. Và quay trở lại với cái nết của hai mẹ con này thì phải công nhận cái nết của mẹ con này quá bẩn, không biết đến đời cháu có khá hơn hay không, chứ thấy ê chề quá. Từ lúc cổ nghệ sĩ mất tới giờ, thử hỏi trên đời này còn ai có thể dơ hơn cái lũ Cần Cần này nữa. Loan thật sự quá hiền, chứ gặp một người bình thường cứng rắn một tí thì chắc bọn này bài màu từ cái hồi cổ nghệ sĩ còn sống lần kìa. Thứ đó không nhìn, không nhận mặt người thân cho nó lành, bảo quả báo, mà còn trơ trẽn vô ơn vô tri, làm như ai người ta cũng ngu để mẹ con bà dẫn dắt hoài. Xin lỗi hai mẹ con ác phụ, nội chuyện danh nhà cho ở nhờ thôi là đã sai quá trầm trọng rồi.
Từ thành thị cho tới nông thôn, không có ai mà không ngán ngẩm cái bầy lũ này. Còn cái chuyện mòi móc quá khứ, nói thêm về vấn đề này, quá khứ của chị Ni, tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn, chị Ni không báo ai cả Sáu à. Còn cái ngữ của Sáu, miệng ăn thì cứ ăn, còn tay thì phá, phá bao nhiêu rồi, Sáu thử nói, là Sáu quên đi, tụi tôi sẽ sẵn sàng lên bài nhắc Sáu liền. Sáu là mẹ, Sáu cũng không tròn phận với một người mẹ đối với ve. Sáu là mẹ, Sáu cũng làm không xong. Sáu làm bà, Sáu cũng không tròn thân phận với Ruby. Sáu làm cô, Sáu đã quá tàn nhẫn với Hồng Loan. Sáu làm em, Sáu cũng đã không tròn nghĩa vụ với anh Năm và các anh chị khác trong nhà đã khuất. Sáu làm con thì Sáu quá mất dạy, bất hiếu. Sáu bán căn nhà từ đường của cha mẹ Sáu. Làm chị thì Sáu cũng chẳng giúp được gì cho ông Bảy báo, không có chỉ dạy được gì cho em trai của mình. Đã thế còn báo ông Bảy vụ án phí nữa kìa. Ổng sắp đi xa rồi, sao không để ổng yên hả bà Sáu? Làm con, làm mẹ, làm em, làm chị, làm bà, làm cô, Sáu không làm được cái gì ra trò. Trong khi Sáu cũng từng có tất cả đó, nhưng tiếc rằng sự tất cả đó nó không thể nào mà duy trì được, vì tự tài Sáu đã phá nát hết rồi còn đâu.